Chúng ta có để ý là trong lịch sử Việt Nam có những cái giai đoạn mà người Việt Nam không bao giờ trộm cắp không? Các bạn có để ý trong lịch sử Việt Nam có những giai đoạn đó không? Chưa bao giờ biết trộm cắp là gì. Cái giai đoạn thời Lý, thời Lê hay thời Lý tôi không nhớ, có một cái bài thơ rất nổi tiếng là thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn. Vậy với cái bài đó thì các bạn sẽ nhận ra là rất nhiều thời vua thịnh trị, đất nước mình giàu có. Và các bạn sẽ nhận biết một điều là những cái vị vua đó, họ chôn cái lăng tẩm của họ không có tồn tại. Họ chôn giống như mọi người dân. Cái người nào mà chết mà đòi hoành tráng cũng là một vấn đề đấy. Người nào sống mà có công đóng góp sâu sắc thì chết lại rất đơn sơ. Vì bản chất họ đóng góp sâu sắc thì trong cuộc sống của họ đã đơn sơ rồi. Sống đơn giản mà biết đủ. Ở bên dưới có quyển sách là sống đơn giản cho đời thanh thản. Thì chết cũng phải đơn giản. Nên chúng ta cứ để ý nghiệm đi. Những cái người nào mà lưu danh thiên cổ ở góc độ vô cùng tích cực, được nhân loại kính trọng, chết rất đơn giản. Còn chết phức tạp quá là có vấn đề đấy. Ẩn chìm dưới cái sự chết phức tạp chính là tâm thức phức tạp.